Chương trình chiều hôm nay gồm có Nga chuẩn bị cuộc chiến kéo dài hàng chục năm với Ukraine, Tổng thống Serbia lên án hành động gây hấn của Nga, Zelensky, Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu nhanh hơn dự đoán, NATO sẽ bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn, Israel tuyên bố Iran bắt người dân Lebanon làm con tin, lãnh đạo Jihad Hồi giáo tại trại Nur Sam bị Israel tiêu diệt, cơ hội chiến thắng của ông Trump tăng đáng kể trong 48 giờ qua. Ông Trump và Tổng thống Biden phản bác về cách ứng phó bão. Tất cả đều có trong bản tin chiều nay. Kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp của kênh 60 giây tinh hoa. Diệu Huyền xin kính chúc quý vị có một buổi chiều vui vẻ. Ngay sau đây là các bản tin trong ngày. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo kế hoạch chi tiêu 3 năm mới, ngân sách quân sự của Nga cho năm 2025 sẽ lên tới 140 tỷ đô la Mỹ. Những con số tương tự cũng được hình dung cho những năm tiếp theo, 128 đô la Mỹ cho năm 2026 và 126,6 tỷ đô la cho năm 2027. Những con số này không chỉ phản ánh chiến thắng về mặt hành chính của Bộ Quốc phòng và nhóm vận động hành lang công nghiệp quân sự ở Nga, mà còn chỉ ra cam kết của Điện Kremlin về một cuộc chiến kéo dài ở Ukraine và có khả năng là sự chuẩn bị mở rộng của các hoạt động quân sự ra ngoài Ukraine. Ông Pavel Luzhin kết luận trong một bài viết cho quỹ Jamestown. Tác giả cho rằng, việc tăng chi tiêu quân sự của Điện Kremlin báo hiệu sự chấp nhận tự cô lập hơn nữa và gánh nặng tài chính ngày càng tăng đối với người dân Nga để duy trì nỗ lực chiến tranh đang diễn ra. Ông cũng nhấn mạnh rằng, Nga đã trải qua kế hoạch ngân sách hỗn loạn trong suốt cuộc chiến toàn diện với Ukraine, với ngân sách quân sự liên tục được điều chỉnh tăng mà không có lý do rõ ràng, một phần là do lạm phát. Ông Luzhin cho rằng, vào năm 2023, Nga ban đầu phân bổ 5.000 tỷ rúp cho chi phí quân sự, nhưng đã chi 6,5 nghìn tỷ rúp, tương đương 75 tỷ đô la chỉ trong 3 quý đầu năm. Một xu hướng tương tự đã xảy ra vào năm 2024, khi ngân sách ban đầu là 10.000 tỷ rúp đã tăng lên 12,4 nghìn tỷ rúp, tương đương với 132 tỷ đô la. Để hiểu rõ hơn, ngân sách quân sự của Nga dưới 50 tỷ đô la mỗi năm trước năm 2022, nhưng đã tăng vọt lên 80 tỷ đô la vào cuối năm đó. Trong nhu cầu của mặt trận, người Nga đã đẩy mạnh sản xuất bom lượn UMPP D-30SN có tầm bắn 90 km. Mặc dù Nga chỉ bắt đầu sử dụng nó từ tháng 3 năm 2024, nhưng quy mô sản xuất đã tăng lên khá nhanh. Tốc độ sản xuất khá chậm vào lúc đầu. Vào mùa đông, 110 quả đã được sản xuất, trong khi vào mùa xuân đã tăng tốc độ lên 161 quả mỗi tháng. Vào tháng 5 đến tháng 6, Nga đã đạt đến tốc độ xuất xưởng khoảng 600 quả bom lượn UMPP D-30SN. Xét đến việc ngành công nghiệp quân sự Nga có thể hoạt động mà không có mối đe dọa tấn công và không thiếu nguồn lực, rõ ràng là ngày càng nhiều loại đạn dược được sản xuất. Nga đang tích cực sử dụng UMPP D-30SN để tấn công vào các thành phố của Ukraine, bao gồm Kharkiv, Sumy và Zaporizhia. Trong khi đó, tại mặt trận phía nam Ukraine, vụ tấn công vào cảng chứa kho dầu Nga ở bán đảo Crimea gây ra thảm kịch chưa có hồi kết cho khu vực. Sang tới ngày thứ Tư, kho dầu Feodosia lớn nhất ở Crimea vẫn tiếp tục bốc cháy. Một đoạn video về vụ nổ của một bồn nhiên liệu tiếp theo được kênh Telegram Crimean Queen đăng tải vào lúc 11 giờ 18 thứ Năm vào ngày 10 tháng 10. Đây là thời điểm xảy ra vụ nổ bồn chứa khác tại kho dầu Feodosia. Nhưng các chuyên gia đã lưu ý, không thể dập tắt ngọn lửa lớn như vậy cho đến khi nó tự cháy hết, ghi chú viết. Người đứng đầu lực lượng chiếm đóng tạm thời của Nga ở Crimea, Sergei Arsenov, nói rằng đã có tai nạn rò rỉ vật liệu dễ cháy tại một trong các bể chứa. Theo ông, kho chứa được phong tỏa bởi nhân viên của tất cả các dịch vụ liên quan. Sau đó, vào lúc 23 giờ 30 phút, theo kênh Crimean Queen, thêm một bồn nhiên liệu khác cũng đã phát nổ ở Feodosia. Trước đó, vào đêm ngày 7 tháng 10, Bộ Tổng tham mưu của lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận lực lượng Ukraine đã tấn công vào kho dầu trên biển của Nga tại Feodosia. Đây là khu vực trung chuyển về khối lượng sản phẩm dầu lớn nhất ở Crimea. Thưa quý vị, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tiếp tục giữ khoảng cách với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine. Cách đây không lâu, nhà lãnh đạo Serbia cho biết, sau khi bắt đầu chiến tranh, ông không còn liên lạc với ông Putin, kể cả những cuộc trò chuyện qua điện thoại.
Tờ Moscow Times viết vào ngày 7 tháng 10, Tổng thống Nga tròn 72 tuổi và Tổng thống Serbia không có tên trong danh sách các nguyên thủ quốc gia chúc mừng ông Putin vào ngày này. Thay vào đó, vào ngày 9 tháng 10, ông Vučić đã tham gia hội nghị thượng đỉnh Ukraine – Đông Nam Âu được tổ chức tại Croatia. Sau cuộc họp, nhà lãnh đạo Serbia tham gia ký tuyên bố của những người tham gia hội nghị thượng đỉnh, trong đó lên án hành động gây hấn quân sự của Nga đối với Ukraine. Đặc biệt, tài liệu gồm 18 điểm nêu rõ, cuộc chiến của Nga chống Ukraine là tội ác chống lại người dân Ukraine, vi phạm luật pháp quốc tế và là mối đe dọa lớn đối với hòa bình. Ngoài ra, tuyên bố nêu rõ rằng những người tham gia hội nghị thượng đỉnh ở Croatia ủng hộ kết quả của hội nghị thượng đỉnh hòa bình được tổ chức vào tháng 6 tại Thụy Sĩ, cam kết tuân thủ công thức hòa bình của Ukraine và lên án nỗ lực của Điện Kremlin nhằm sáp nhập các vùng đất của Ukraine. Trước đó, Paris từ chối mua phi cơ quân sự của Nga mà chọn chiến đấu cơ của Pháp. Thưa quý vị, Ukraine kỳ vọng trở thành thành viên của Liên minh châu Âu trong thời gian ngắn hơn dự đoán. Điều này đòi hỏi sự kiên trì. Theo tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một bộ phim tài liệu nói về chính sách phương Tây đối với Ukraine, người đứng đầu nhà nước cho biết, khi Ukraine nhận được tư cách thành viên sáp nhập EU, ông đã có cuộc gặp với tất cả các lãnh đạo các nước thành viên. Khi đó, đa số cảnh báo rằng, từ khi ứng cử đến đàm phán là 6-8 năm, và từ đàm phán để trở thành thành viên EU có thể mất 10 năm. Tổng thống lưu ý, ông chắc chắn rằng, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả các giai đoạn này, và chúng tôi sẽ đến EU nhanh hơn dự đoán. Nếu chúng tôi tiếp tục như thế, sẽ chạy như thế, sẽ kiên trì. Ông lưu ý rằng, ở Ukraine, một số luật đã được bỏ phiếu thông qua mà các nước EU đã thông qua trong nhiều năm do tranh chấp và tranh giành quyền lực. Nhưng ở Ukraine, giai đoạn này không được nhận thấy, nó đã bị bỏ qua. Ukraine hiện phải thực hiện cải cách để đáp ứng các tiêu chí trở thành thành viên EU. Đại sứ EU tại Ukraine, Katarina Martinova, lưu ý Ukraine có thể gia nhập Liên minh châu Âu nhanh hơn các nước khác. Tuy nhiên, theo ý kiến của bà, thời điểm thực tế chỉ là năm 2030. Thưa quý vị, NATO khởi động cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn mang tên Steadfast Noon vào thứ Hai ngày 14 tháng 10, với sự tham gia của hàng chục chiến đấu cơ và 2.000 quân nhân. Tổng thư ký NATO Mark Rutte sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Anne Stammer cho biết, và trong một thế giới bất ổn, điều quan trọng là chúng ta phải kiểm tra khả năng phòng thủ và tăng cường khả năng phòng thủ để đối thủ biết rằng NATO đã sẵn sàng và có khả năng ứng phó với mọi mối đe dọa. Theo ông Rutte, cuộc tập trận sẽ không bao gồm việc sử dụng vũ khí quân sự, tuy nhiên khoảng 2.000 quân nhân sẽ mô phỏng các hoạt động trong đó, có chiến đấu cơ quân sự vận chuyển bom hạt nhân của Hoa Kỳ. Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của khoảng 60 phi cơ từ 13 quốc gia, bao gồm chiến đấu cơ F-35A và oanh tạc cơ B-52. Ông Mark Rutte nhấn mạnh rằng các nước đồng minh hiện không thấy rủi ro trực tiếp nào liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân và khuyên họ không nên chú ý đến các mối đe dọa hạt nhân từ Nga. EU tuyên bố rằng lời đe dọa mới nhất của nhà lãnh đạo Điện Kremlin về việc sử dụng vũ khí hạt nhân đối với các quốc gia không có vũ khí hạt nhân là một ví dụ nữa về hành vi vô trách nhiệm của ông ta và sẽ không ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin khác đến từ biên tập viên Y Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc trong bài phát biểu bằng tiếng Ả Rập vào hôm thứ Năm đã cáo buộc lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã bắt người dân Lebanon làm con tin, đồng thời kêu gọi người dân Lebanon giành lại chủ quyền của họ khỏi sự ảnh hưởng của Tehran. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an về Trung Đông, Đại sứ Jenny Dannen đã cảnh báo Iran hãy bỏ bàn tay nhuốm máu của mình ra khỏi Lebanon. Trong bài phát biểu, ông Dannen đã chỉ thẳng ngón tay vào đại diện của Iran tại Liên Hợp Quốc, nói: Liban thuộc về người Lebanon, không phải của người Iran. Ông gọi Lebanon là con tin của Hezbollah do Iran hậu thuẫn và kêu gọi người dân nước này giành lại chủ quyền. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh rằng đất nước của ông không muốn ở lại Lebanon mà muốn đẩy Hezbollah ra khỏi biên giới phía Bắc để bảo đảm sự trở về của gần 70.000 cư dân đã trở thành người tị nạn tại Israel sau ngày 7 tháng 10. Jonathan Haronov, người phát ngôn quốc tế của phái bộ Israel tại Liên Hợp Quốc, nói với Iran International rằng Israel không có chiến tranh với Lebanon, họ không tìm kiếm chiến tranh với Lebanon. Israel liên tục tuyên bố rằng họ nhắm vào năng lực quân sự và các chiến binh ở Lebanon, thực hiện các bước để giảm thiểu nguy cơ gây hại cho dân thường, đồng thời cáo buộc Hezbollah giống như họ đã làm với Hamas, ẩn náu trong dân thường. Thưa quý vị,
Israel cho biết họ đã tiêu diệt thủ lĩnh nhóm khủng bố Jihad Hồi giáo Palestine tại trại tị nạn Nur Shams ở trung tâm bờ Tây trong một cuộc không kích vào ngày hôm qua. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết Muhammad Abdullah được bổ nhiệm làm thủ lĩnh nhóm khủng bố do Iran hậu thuẫn tại trại tị nạn ở khu vực Tul Karem, sau khi người tiền nhiệm của ông là Muhammad Jaber thiệt mạng trong một cuộc đấu súng vào hồi cuối tháng 8. IDF cho biết Abdullah đã thiệt mạng trong một cuộc không kích cùng với một tên khủng bố thứ hai, tuy nhiên không nêu tên của người này. Quân đội cho biết Abdullah chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động của nhóm, bao gồm nhiều cuộc tấn công. Họ cáo buộc ông triển khai thuốc nổ chống lại quân đội Israel. Bên cạnh đó, vào tối hôm thứ Năm, Israel nhắm vào thành viên cấp cao của Hezbollah tại một khu phố trước đây chưa bị ảnh hưởng ở thủ đô Lebanon. Cuộc không kích diễn ra khi quân đội tiếp tục đột kích các ngôi làng ở miền nam Lebanon và khi Hezbollah phóng hàng chục quả rocket qua biên giới vào các thành phố và thị trấn của Israel. Wafik Shafa, người đứng đầu đơn vị liên lạc và điều phối của Hezbollah, được cho là mục tiêu của một trong những cuộc không kích, nhưng đã trốn thoát được khỏi cuộc tấn công vào một căn hộ ở tầng 3 gần trung tâm Beirut. Nỗ lực ám sát Shafa, người có vai trò kết hợp các vấn đề an ninh và chính trị, đánh dấu sự mở rộng mục tiêu nhắm vào các quan chức Hezbollah của Israel. Thưa quý vị, theo tờ Fox News đưa tin, nhà phân tích chính trị Mark Halperin đã chỉ ra trong tuần này rằng kết quả thăm dò ý kiến tư nhân mới nhất cho thấy cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump có khả năng tỷ lệ thắng cử khá cao. Ông Halperin nói rằng những người quen thuộc với các cuộc thăm dò từ cả hai đảng đã nói với ông rằng triển vọng bầu cử của Phó Tổng thống Kamala Harris đang giảm sút và họ tin rằng ông Trump có cơ hội chiến thắng cao hơn. Ông Halperin nói, cho dù bạn đang nói chuyện với những người ủng hộ Trump hay những người thuộc đảng Dân Chủ có quyền truy cập vào dữ liệu, mọi người đều đồng ý rằng cơ hội chiến thắng của ông Trump đã tăng lên đáng kể trong 48 giờ qua. Họ rất lạc quan về điều đó. Ông mô tả chiến dịch của bà Harris là một thử nghiệm khó khăn. Ông nói, có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trong thời gian ngắn với một ứng cử viên chưa được kiểm tra hay không. Điều tôi có thể nói với bạn là cuộc bỏ phiếu kín cho thấy tình trạng khó khăn mà bà ấy hiện đang phải đối mặt là rất nghiêm trọng. Ông còn trích dẫn thêm báo cáo thăm dò nội bộ của tờ Wall Street Journal về chiến dịch tái tranh cử của Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Wisconsin Tammy Baldwin. Dữ liệu cho thấy bà Harris kém ông Trump 3 điểm phần trăm ở Wisconsin. Ông nói, bà Harris khó có thể giành chiến thắng nếu không giành chiến thắng ở Wisconsin. Bà Harris đang có thành tích tệ hơn ở Wisconsin và Michigan so với trước đây. Thưa quý vị, vào hôm thứ Tư ngày 9 tháng 10, cựu Tổng thống Donald Trump đã gửi lời cầu nguyện tới người dân Florida và Bắc Carolina, những người đã chịu thiệt hại do bão trong những tuần gần đây, đồng thời chỉ trích phản ứng của liên bang đối với cơn bão. Theo đó, cơn bão Milton đã đổ bộ vào thành phố Tampa vào tối thứ Tư ngày 9 tháng 10 với sức gió cấp 3 liên tục lên tới 193 km/h. Cơn bão này xuất hiện sau khi cơn bão Helene càn quét đông nam Hoa Kỳ với sức gió cấp 4 cách đây 2 tuần và làm ít nhất 200 người thiệt mạng. Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn gửi lời cầu nguyện của chúng ta đến người dân Florida đang phải hứng chịu cơn bão ngay lúc này. Trong một thời gian ngắn nữa, các bạn sẽ thấy một cơn bão mà chúng ta chưa từng gặp trong một thời gian dài, cũng như tất cả mọi người vẫn đang phục hồi sau cơn bão Helene. Vì vậy, chúng ta có Bắc Carolina, nơi này đã bị ảnh hưởng rất nặng nề và chính quyền này đã không làm tốt công việc của mình. Ông Trump nói với đám đông ở Reading, Pennsylvania. Chưa ai từng chứng kiến điều gì như thế này, nhưng chúng tôi chỉ cầu nguyện cho mọi người. Chúng tôi hy vọng rằng Chúa sẽ bảo hộ cho họ được an toàn, ông Trump nói. Bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Biden chỉ trích cựu Tổng thống Trump vì đã phát tán thông tin sai lệch liên quan đến cơn bão Helene. Ông Biden cáo buộc đảng Cộng hòa phát các tuyên truyền tuyên bố rằng tài sản của người dân đang bị tịch thu ở Bắc Carolina hoặc tiền cứu trợ thiên tai, thay vào đó được chuyển giao cho những người nhập cư bất hợp pháp. Xin cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, bản tin tổng hợp đến đây đã kết thúc. Diệu Huyền một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp.